Nhãn giới cho đến ý giới tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Nhãn xúc cho đến ý xúc tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sinh ra các thọ tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau.